Chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn cập nhật các cái chứng từ. Bây giờ chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn cập nhật cái chứng từ phiếu thu tiền mặt. Chúng ta kích vào cái biểu tượng tiền mặt, chúng ta kích vào biểu tượng tiếp theo là thu tiền. Ở trong này đã có một số các cái chứng từ chúng tôi lập sẵn. Chúng ta có thể ấn Ctrl N hoặc là chúng ta kích chuột phải vào giữa màn hình chọn nút thêm. Ở đây các bạn chọn nút thêm thì các bạn sẽ thấy là sẽ có một cái màn hình để cập nhật phiếu thu hiện ra. Ở đây chúng ta lưu ý là khi các bạn chúng tôi có thể phân quyền cho từng người làm theo từng chi nhánh. Nhưng các bạn lưu ý là đối với quyền quản trị hệ thống thì có thể cập nhật tất cả các chi nhánh. Nên là các bạn có thể nhìn thấy là ở đây có một cái ô này là để chọn cập nhật chứng từ cho chi nhánh nào. Sau đấy đến cái phần đối tượng thì chúng ta có thể kích vào đây để chúng ta xem cái đối tượng. Thế nhưng mà ở đây chúng ta có một cái hiển thị lên một cái bảng thông tin là tất cả các đối tượng ở đây. Để chúng ta muốn tìm một cái đối tượng nào đấy có tên thì tên tên mà chúng ta thấy phù hợp với cái chứng từ của chúng ta có thể kích vào cái ô tìm kiếm của tên đối tượng chúng ta đánh vào. Ví dụ ở đây chúng ta chọn là nam. Thế là các bạn đánh vào chữ nam thì thấy chương trình nó lọc ra cho các bạn là hai cái đối tượng mà trong cái tên chuỗi tên của đối tượng này có chữ nam. Là có thể chọn là ví dụ công ty cổ phần Nam Dương. Ở đây chúng ta đánh vào là người nộp tiền là Nguyễn Văn A. Lý do nộp là thu tiền bán hàng. Thế thì trong cái trường hợp này chúng ta lưu ý là khi chúng ta thu tiền bán hàng thì chúng ta sẽ phải hạch toán qua cái tài khoản 131. Thế thì ở đây ấy, trong cái trường hợp chúng ta sử dụng cái tài khoản ngân hàng vào lúc nào? Khi mà chúng ta lập một cái chứng từ, ví dụ như là chúng ta rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ thì chúng ta phải biết là chúng ta rút ở cái tài khoản của ngân hàng nào. Sau đấy trong cái trường hợp mà tại sao chúng ta lại chọn cái trường hợp là nhân viên? Thế là các bạn biết là trong các cái trường hợp ví dụ như là cái thu tiền mà thu tiền hoàn ứng của nhân viên khi ứng mà sử dụng không hết đưa về nhập vào quỹ thì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta bắt buộc phải chọn là nhân viên với cái tài khoản 141 nó theo dõi cụ thể từng cái nhân viên một. Thế là ví dụ như các cái trường hợp là liên quan đến tạm ứng và chúng ta sau này chúng ta sẽ có cái bảng theo dõi riêng của từng nhân viên theo từng cái khoản tạm ứng. Ở đây chúng ta tiếp theo là chúng ta có thể đánh vào là cái lần lập phiếu thu này nó có bao nhiêu cái chứng từ gốc đi kèm. Và chúng ta lưu ý là ở đây cũng là cái ngày ghi sổ. Ngày ghi sổ thì thường nó có thể là bình thường nó trùng với cái ngày của chứng từ. Nhưng mà có những cái trường hợp chứng từ cái ngày của chứng từ lập trước đấy nhưng chưa vào sổ thì chúng ta có thể là cái ngày chứng từ với ngày vào sổ nó có thể khác nhau. Nhưng các bạn lưu ý là khi lên tất cả hệ thống báo cáo thì nó căn cứ vào cái ngày ghi sổ để nó lên báo cáo. Số phiếu thu thì các bạn để ý là chương trình nó tự động tăng lên mỗi lần các bạn nhập thêm một cái phiếu thu. Chúng ta tiếp tục ở đây thì chúng ta tiếp tục nhập vào cái ô chi tiết là ở đây cái phần thu tiền bán hàng. Khi các bạn kích vào cái dòng diễn giải này thì các bạn có thể thấy là nó tự động đưa vào cái dòng lý do nộp xuống dưới cái dòng này và cái dòng này chúng ta có thể sửa lại. Ví dụ thu tiền ở đây chúng ta ghi chỉ có thu tiền. Thì các bạn ghi tài khoản 11 và ở đây chúng ta chọn tài khoản 131. Chúng ta đánh vào số tiền là 40 triệu. Trong các cái trường hợp cái đối tượng ở đây chính là cái đối tượng công nợ của bạn. Thế thì cái đối tượng này nó quyết định việc cái tài khoản 131 ở trước là nó theo dõi theo cái đối tượng ở đây. Bình thường chương trình sẽ tự động lấy cái đối tượng ở trên này để gán vào cái ô đối tượng ở đây. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể thấy là chúng ta mặc dù trên này cái đối tượng thu tiền của chúng ta là đối tượng khác nhưng mà cái đối tượng công nợ để theo dõi có thể khác với cái đối tượng mà chúng ta thu tiền. Sau đây các cái đối tượng mà theo mã thống kê ở trong cái phiếu thu gần như chúng ta không sử dụng đến cái cột khoản mục phí và đối tượng tập hợp chi phí. Chúng ta cũng có thể có nhiều cách là chúng ta chọn kích chuột phải vào những cái cột này, chúng ta chọn ẩn hiện cột, chúng ta có thể bỏ đi, ví dụ chúng ta bỏ đi cái cột đối tượng cái cột khoản mục chi phí và đối tượng tập hợp chi phí hoặc là người vận chuyển mã thống kê chúng ta có thể để lại.
Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là chương trình sẽ rút ngắn bớt các cái cột mà chúng ta cần bận tâm, để chúng ta có thể xuống cái dòng thứ hai chúng ta nhập tiếp. Trong cái trường hợp mà trong cái phiếu thu tiền liên quan đến cái trường hợp là chúng ta thu trực tiếp từ cái tiền hàng và bán hàng, có tài khoản doanh thu chúng ta có thể kê thuế ở đây. Nhưng ví dụ ở đây chúng tôi thu tiền là tài khoản 511 thì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta ghi vào cái diễn giải ở đây là thuế giá trị gia tăng đầu ra. À, cái tài khoản thuế là 333311, thuế suất là chúng ta chọn ví dụ 10%, giá tính thuế là 40 triệu và thì cái tiền thuế là 4 triệu. Ở đây chúng ta là ngày hạch toán thuế và cái ngày hóa đơn. Cái loại hóa đơn thì chúng ta ghi là chọn những cái loại hóa đơn mà chúng ta hợp lý đúng với cái hóa đơn của mình. Số hóa đơn chúng ta đánh vào là và cái nhóm hàng là hàng hóa dịch vụ dùng riêng. Ở đây các bạn thấy là chúng tôi tích hợp sẵn là cả cái chức năng rồi. Khi các bạn nhập liên quan đến cái tài khoản này thì chương trình sẽ tự động lọc ra nó là báo cáo, nó là thuế đầu ra hay là thuế đầu vào. Ở đây chúng ta thấy là cả cái đối tượng thông tin liên quan đến thuế đã được điền đầy đủ, chúng ta chọn lưu chứng từ. Trong cái trường hợp mà khi mà đã có cái số chứng từ có sẵn thì chúng ta có thể thấy là chương trình sẽ báo ngay là đã có trùng số chứng từ, chúng ta đánh vào đây là số 10, ta lưu lại. Thế là các bạn có thể thấy là chúng ta đã lập xong một cái chứng từ phiếu thu tiền. Để in cái chứng từ này chúng ta cũng có thể kích vào nút in và chúng ta chọn là thực hiện thì chương trình sẽ tự động hiện ra cái màn hình để chúng ta có thể in cái chứng từ. Các bạn chờ đợi một lúc. Dĩ nhiên là khi chúng ta trong quá trình làm việc ấy, thì các bạn lưu ý là cái trường hợp là chúng ta lập và khi in cái phiếu thu lần đầu tiên thì chúng ta mở chương trình ra thì chúng ta in lần đầu tiên thường thì nó chậm, nhưng mà các bạn có thể sau đấy các khi các bạn chọn lại in thì chương trình sẽ thực hiện là khá nhanh. Nói chung là đối với cái ngôn ngữ lập trình mới thì thực hiện các cái in chứng từ nó như thế này có thể đạt được mức độ tối đa. Sau khi các bạn lập xong cái phiếu thu ấy, thì các bạn sẽ thấy là ở đây có một cái màn hình list lên tất cả những cái phiếu thu mà các bạn nhập và nó được sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo ngày. Tức là những cái chứng từ nào nhập mới nhập thì nó sẽ lên trước, những cái chứng từ nào nhập sau thì nó lên sau. Và ở trong cái bảng list các cái chứng từ này có một cái mà rất là hay ở chỗ là các bạn có thể thấy là các bạn có thể sử dụng cái chức năng auto filter giống như ở trong cái Excel các bạn thường hay sử dụng. Ví dụ ở đây chúng tôi tìm cái đối tượng mà chúng tôi lập phiếu thu cho cái công ty cổ phần Toto Shop. Chúng ta có thể thấy là có chúng ta khi chúng ta chọn thì ở đây là có ba cái chứng từ lập liên quan đến cái đối tượng này. Chúng ta có thể chọn tất cả để có thể quay lại như cũ và chúng ta có thể sử dụng cái cách thức để chúng ta có thể chọn ví dụ như là cái mức tiền mà chúng ta nhập vào trong số liệu để xem là có bao nhiêu cái chứng từ có số tiền là ví dụ 200.000. Chúng ta có thể thấy là ở đây chương trình sẽ tự động là lấy ra lọc ra những cái chứng từ liên quan đến 200.000. Như vậy là chúng ta có thể lập chứng từ phiếu thu, chúng ta có thể lọc số liệu ở trong cái màn hình giải ra các cái chứng từ phiếu thu. Và ở đây chúng ta có một cái nữa là chúng ta lưu ý là khi chúng ta có thể in một lúc nhiều các cái chứng từ khác nhau bằng cách là chúng ta giữ phím Ctrl rồi chúng ta chọn lựa những cái chứng từ mình cần in. Các bạn cứ giữ phím Ctrl và các bạn dùng chuột kích vào cái dòng mà chúng ta cần in. Các bạn lưu ý là chúng ta thấy là ở đây có 5 cái chứng từ chúng ta lựa chọn in. Chúng ta sau khi lựa chọn xong chúng ta chọn nút in. Ở đây chúng ta chọn phiếu thu. Thế các bạn sẽ nhìn thấy là nó chạy rất là nhanh đúng không? Ở đây khi ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có 5 phiếu thu, các bạn có thể kích vào đây để các bạn biết hoặc là các bạn kích vào cái mũi tên này để chúng ta di chuyển qua các cái chứng từ phiếu thu phiếu chi khác nhau. Chúng ta có thể ấn nút in thì chúng ta có thể in toàn bộ cái chứng từ này.
Các bạn nhìn thấy là ở đây cho phép chúng ta có một cái ô lựa chọn là in từ trang mấy đến trang mấy. Các bạn có thể in từ trang 3 đến trang 5 tùy thuộc với cái việc lựa chọn của các bạn. Tức là các bạn có rất nhiều cái lựa chọn khi in thứ tư.